Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một chủ đề mới ở trong phần tự học lập trình Java. Thì trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các ví dụ liên quan đến mảng trong Java. Thì mảng là một cấu trúc dữ liệu dùng để cho phép chúng ta quản lý và lưu trữ tập hợp các giá trị để chúng ta dễ dàng trong việc thực hiện những cái thao tác thống kê, tính toán, sắp xếp, tìm kiếm ở trong chương trình Java nói riêng và các ngôn ngữ lập trình nói chung. Thì ở trong Java thì chúng ta cũng rất dễ dàng trong việc khai thác cũng như là làm việc với mảng. Đối với mảng ấy, thì ở trong Java sẽ có 3 cú pháp để chúng ta thao tác. Cú pháp thứ nhất, ở đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cả 3 loại cú pháp. Cú pháp 1 đó là cú pháp mà chúng ta khai báo mảng. Thì với khai báo mảng ấy, thì chúng ta sử dụng các quy ước đặt tên giống như với tên biến. Chỉ có điều có cái sự khác ở đây là mảng trong Java là chúng ta sử dụng cặp dấu hoặc vuông để mà thể hiện đấy là một mảng. Chúng ta dùng cú pháp đó là khai báo đó. Kiểu dữ liệu, sau đó là cặp dấu vuông và tên mảng. Ở đây chúng ta khai báo một cái mảng A có kiểu là số nguyên. Mảng này thì chúng ta mới chỉ khai báo một cái tên thôi, chúng ta cũng chưa cấp phát, chưa khởi tạo mảng. Về cú pháp thứ hai đó là chúng ta khai báo và cấp phát mảng. Chúng ta dùng toán từ in, chúng ta dùng toán từ new để chúng ta cấp phát mảng. Trong phần thứ hai này là chúng ta khai báo cái biến mảng có tên là b, kiểu là số nguyên. Và chúng ta đã cấp phát một cái vùng bộ nhớ để chứa 5 phần tử của mảng. Như vậy trong bài thứ hai này, trong cú pháp thứ hai này là chúng ta đã khai báo mảng, tên mảng và chúng ta đã cấp phát một cái vùng bộ nhớ, cấp phát độ dài cho mảng. Và trong Java thì còn hỗ trợ một loại cú pháp thứ ba, tức là cú pháp mà chúng ta có thể viết tắt, tức là chúng ta sẽ khai báo cấp phát bộ nhớ để chứa mảng và đồng thời là chúng ta đã khởi tạo các giá trị cho các phần tử của mảng. Chúng ta nhớ là khi mà chúng ta chỉ cấp phát không thôi thì các phần tử của mảng chưa có giá trị, chúng ta cần phải khởi tạo giá trị nữa. Ở đây ta khai báo cái mảng có tên là điểm chứa một số các cái giá trị mà này chúng ta sẽ bao gồm là 6 phần tử. Thì trong cái cú pháp này thì chúng ta vừa khai báo tên mảng và cấp phát mảng này bao gồm 6 phần tử. Số phần tử của mảng sẽ được liệt kê thông qua là các giá trị mà chúng ta đã khai báo và đồng thời chúng ta đã khởi tạo luôn giá trị cho các phần tử của mảng. Tiếp theo để duyệt các mảng thì chúng ta dùng một vòng lặp for. Ở đây chúng ta khai báo cái biến đếm y bằng 0. Tại sao chúng ta nên dùng biến y bằng 0? Bởi lẽ là chỉ số của mảng sẽ bắt đầu bằng 0, có nghĩa là phần tử đầu tiên của mảng luôn luôn có chỉ số là bằng 0. Y sẽ nhỏ hơn bằng là chúng ta có thể dùng cái số ở đây mảng này ấy, chúng ta có thể thấy là có 6 giá trị được truyền vào, như vậy độ dài của mảng sẽ là 6. Tuy nhiên thì chúng ta nên dùng cái thuộc tính len ở trong mảng. Trong Java ấy, thì để dễ cho lập trình viên
thì Java đã cung cấp cho chúng ta một thuộc tính là length, thuộc tính này dùng để thể hiện là chiều dài của mảng. Thay vì chúng ta phải gắn cứng các cái số trong chương trình thì chúng ta có thể dùng len để lấy về chiều dài của mảng, và chúng ta in ra các cái giá trị ở trong mảng. Một điều chú ý nữa là khi mà chúng ta duyệt các mảng thì các bạn nên nhớ rằng là luôn luôn chúng ta không sử dụng cái dấu bằng, thông thường sẽ là in y bằng không, y nhỏ hơn là len, không có bằng len, bởi lẽ là các phần tử của mảng sẽ được truy cập theo chỉ số của mảng sẽ bắt đầu bằng không, vì vậy cho nên là phần tử cuối cùng trong mảng thì độ dài của nó thì cái chỉ số của nó sẽ là độ dài của mảng trừ đi 1. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng là nhỏ hơn, thì chúng ta không dùng dấu bằng khi chúng ta duyệt qua các phần tử của mảng. Đấy, và như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta đã in ra giá trị của các phần tử của mảng. Đấy, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cách chúng ta khai báo, cấp phát và khởi tạo mảng ở trong chương trình Java. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn học tốt.